Mến chào cả nhà. Chiều nay em có làm video là cắt là để dự trữ cắt cái mũ chúa còn lại. À, cái này cái mũ chúa mấy cái mũ chúa này là cái mũ chúa nó cấp tạo cả nhà. Nó cũng không có quá lớn lắm, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà thôi mình cứ dự trữ lại để tạo ra những con chúa đi, để phòng những trường hợp mình cứu những đàn ông nó đã bị mất chúa. Nên mình cắt ra rồi xong cái mình là bỏ vô cái lò xo, gắn nó vô trong lò xo á, bỏ vô lò xo rồi cái mình cứ để nó thôi, rồi mình treo nó trực tiếp lên cầu ong. Mình treo trực tiếp lên cầu như vậy thì nó có thể là ong nó sẽ ủ ấm, à, nó làm cho cái mũ chúa nó không có bị hư. Đây còn ở đây còn một mũ nữa cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà nhé.